Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1.287 container thiết bị máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam với giá trị hơn 217 tỷ đồng. Vụ án do Hoàng Duy Tiến, sinh năm 1985, cựu cán bộ công an đội 7, phòng PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm cùng thực hiện. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, Hoàng Duy Tiến đã thực hiện hành vi móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các loại máy móc thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh, mua bán nhằm hưởng lợi bất chính. Tiến và các nhân viên đã thành lập và trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt vào Việt Nam 1.287 container. Bị cáo Tiến còn chi tiền cho công ty giám định Đại Minh Việt để được cấp chứng thư giám định khống, không thông qua kiểm tra thực tế hàng hóa. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến 14 đến 16 năm tù về tội buôn lậu, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 5 tỷ đồng, trong khi đó Tiến đã tự nguyện nộp 3,5 tỷ đồng trước đó. Riêng bị cáo Võ Văn Đông, sinh 1967, cựu cán bộ phòng PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia vụ án với tư cách là chủ hàng thuê Tiến nhập hàng lậu với giá 90 triệu đồng trên một container nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ thái độ quanh co chối tội, né tránh trách nhiệm. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đông mức án từ 8 đến 10 năm tù. Còn 24 đồng phạm của Tiến cũng bị đề nghị mức án từ 7 đến 14 năm tù cùng về tội danh buôn lậu. Chiều 26 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường tử thi để điều tra vụ giết người tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình. Trước đó, khoảng hơn 10 giờ trưa cùng ngày, tại căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Vòng Khánh Vền, sinh 1996, đã dùng dao đâm và cắt cổ ông KV, cũng chính là cha ruột của Vền, tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Vòng Khánh Vền bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Liên quan vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào đêm 21 tháng 5, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam đều có độ tuổi từ 17 đến 21. Lớn tuổi nhất là Võ Thanh Tùng, 21 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ. Trong số 9 đối tượng bị bắt, có 4 đối tượng trú ở thành phố Quy Nhơn, 4 đối tượng ở huyện Tuy Phước và 1 đối tượng ở huyện Vân Canh. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 5, giữa hai nhóm thanh niên gồm 10 đối tượng nhậu tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ và nhóm thanh niên gồm 40 đối tượng đi trên 3 xe ô tô, mang theo nhiều hung khí đến đuổi, chém nhau. Trong lúc hỗn chiến, một người 16 tuổi ở phường Lê Hồng Phong bị thương nghi do trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây đao dài tự chế. Ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản xuyên quốc gia do Hyo Seong Hyun, sinh năm 1975, quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 1, cầm đầu. Công an xác định Hyo Seong Hyun cùng Wang Lee Hyun, sinh năm 1957, Kim Chang Diok, sinh năm 1951, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc đã đột nhập vào nhà của bà N, sinh năm 1970, ngụ phường Tân Phú, quận 7, lấy hơn 2 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 5, phòng PC02 phối hợp với Công an quận 7, Công an quận 1 và phòng BA05 đã bắt giữ cả 3 đối tượng khi đang ở khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 và thu giữ nhiều tang vật mà các đối tượng trộm cắp được. Các đối tượng thường nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để đi đến các khu biệt thự nhà phố tìm kiếm những nhà có tài sản, nghiên cứu cách thức đột nhập. Sau đó, nhóm tụ tập về khách sạn để bàn bạc, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị công cụ để gây án. Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, quy luật sinh hoạt, di chuyển bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành, sau đó nhóm rời Việt Nam để chia nhau tiêu xài tài sản trộm cắp được và trốn tránh sự truy bắt của công an. Ngày 26 tháng 5, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiến hành vận chuyển một quả bom về nơi tập kết tại khu vực thao trường bắn ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà để tổ chức hủy nổ.
Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 5, gia đình ông Lê Khắc Liên ở thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, trong quá trình thi công đào đất làm móng xây dựng nhà thì phát hiện một quả bom vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 3 mét. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng cử tổ công tác có mặt để bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra, ban công binh xác định quả bom là loại bom xuyên phá mang ký hiệu MK82, có đường kính khoảng 274 mm, chiều dài 1m54, nặng 227 kg. Sáng 26 tháng 5, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chiếc xe lưu cán chết người. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, tại ấp 4 xã Thới Bình, xe lưu bánh lốp biển kiểm soát 69LA0118 do anh Đỗ Duy Phương, 23 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau điều khiển, trong lúc lắng nhựa mặt đường đã cán tử vong ông Đê, 38 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, cùng tại hiện trường đang xịt dầu vào xe lưu bánh sắt biển kiểm soát 69SA0192 đang cùng thi công lắng nhựa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ngày 26 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc Trăng CDC Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa trả lại 2 kiện hàng gồm 1.000 liều vaccine dại Spira do không bảo đảm quy định về bảo quản và vận chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Biển Quang vào trước đó ngày 25 tháng 5. Trong đó, kiện thứ nhất chứa 100 liều vaccine dạy Spira, không có thiết bị theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển. Kiện hàng thứ hai chứa 900 liều vaccine dạy Spira, có chỉ số của thiết bị theo dõi nhiệt độ là hơn 15 độ C, vượt ngưỡng bảo quản vaccine từ 2 đến 8 độ C. Đặc biệt, cả hai kiện hàng đều không được vận chuyển bằng xe chuyên dụng. Do đó, vì an toàn sức khỏe của người dân trong tiêm chủng, nên CDC tỉnh Sóc Trăng có công văn đề nghị phía công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Biển Loan nhận lại hai kiện hàng.